còng xanh bớt muôn đời, đẹp lung linh dưới ánh sao trời. Và em cũng thế, duyên dáng cô gái Lào, nụ cười xinh cho lòng anh xuyến sao. Khôn ngàn mới xin đừng chớ vội đi, thẹn thùng chi hỡi em lại gần đây với anh. Mình cùng múa lăm vòng, cùng trao nhau chữ duyên nồng. Chẳng hay em năm nay đã muốn lấy chồng chưa. Xa bay đi, xa bay đi, ai hắc nộng lai lai, nộng mi hắc ai bo. Từ ngày gặp em anh bao đêm vẫn vương, vì yêu em nên anh nhớ thương, cho say anh mất cô gái Lào. Xa bay đi, xa bay đi, ai hắc nộng lai lai, nộng nay nhìn ai bo. Gửi tặng em ngàn câu ca, cho dù mai phải cách xa, gặp lại nhau mong em vẫn nhớ. Chớ vội đi nè, mà lại ngùng chi hỡi em lại gần đây với anh. Mình cùng múa lăm vòng, cùng trao nhau chữ duyên nồng. Chẳng hay em năm nay đã muốn lấy chồng chưa. Xa bay đi, xa bay đi, ai hằng nóng lai lai, nóng mi hằng ai bo. Từ ngày gặp em anh bao đêm vẫn vương, vì yêu em nên anh nhớ thương, cho say anh cô gái Lào. Xa bay đi, xa bay đi, ai hằng nóng lai lai, nóng đã nhìn ai bo. Gửi tặng em ngàn câu ca, cho dù mai phải cách xa, gặp lại nhau mong em vẫn nhớ tên anh. Xa bay đi, nóng hằng ai lai lai, ai đi nhìn nóng bo. Nạp theo anh thì sống hôn chạy nong nén một hơi lốp lên nhơn mà hát cha hát. Xa bay đi, xa bay đi, ai hằng nóng lai lai, nóng mi hắc ai bo. Từ ngày gặp em anh bao đêm vẫn vương, vì yêu em nên anh nhớ thương, cho say anh mất cô gái Lào. Xa bay đi, xa bay đi, ai hằng lại nóng nay nhắn với ai bo. Gửi tặng em ngàn câu ca, cho dù mai phải cách xa, gặp lại nhau mong em vẫn nhớ tên anh. Gặp em cô gái phiên trời. Ủa? Sao không đợi em mà đã hát rồi? Để thử trước chứ, thử trước để cho mọi người lên hát cho nó mượt. Để hôm nay thì anh với các anh em ban nhạc thì đang thử trước để mình luyện tí cơ tay để nên còn đánh cho các nàng xinh đẹp hát chứ. Đây là chúng ta có anh Vũ Khi keyboard, còn đây là anh Hoàng Ánh Hòa drum, và đây là anh Thường guitar. Còn xin giới thiệu của anh, đây là hai người đẹp tên là Hương, Lan Hương Nguyên Hương. Mọi người ngồi đi, mọi người ngồi đi. Bây giờ thì anh có rất nhiều tâm sự của các chiến sĩ muốn gửi thông qua chương trình. Tuấn Ngọc sẽ xin phép được đọc lá thư đầu tiên, lời tâm sự của chiến sĩ binh nhì Nguyễn Văn Giang, trung đoàn 2, sư đoàn 3, quân khu 1. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi xa gia đình và người thân một thời gian lâu đến vậy. Đó là khi tôi bước chân đến quân ngũ. Ngày đầu nhập ngũ, tôi cảm thấy mọi việc rất khó khăn như thực hiện các nhiệm vụ, từ giờ giấc cũng như tác phong làm việc không giống như ở nhà. Sau hơn 2 tuần bỡ ngỡ, tôi cũng dần dần bắt đầu quen với môi trường quân đội. Thời gian dần trôi qua 8 tháng, trải qua những khó khăn, vất vả trong thực hiện các nhiệm vụ. Những giọt mồ hôi đổ xuống trong quá trình huấn luyện nhưng không làm tôi cảm thấy nản chí. Đó là nhờ sự động viên của chỉ huy, đồng chí, đồng đội, gia đình và một người đặc biệt, đó là người yêu tôi. Vào một buổi sáng chủ nhật, khi tôi đang lao động thì đồng chí trực ban đại đội thông báo gia đình lên thăm. Tôi rất bất ngờ, vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi được gặp gia đình và đặc biệt là em. Do dịch bệnh Covid-19 và quy định của đơn vị, chúng tôi đã không được gần nhau. Tôi và cô ấy chỉ nhìn nhau, thấy nhau qua cánh cổng. Với tôi thì những giây phút đó thật là quý giá và ý nghĩa. Tôi cố giữ vững bình tĩnh, an ủi người yêu và động viên em hãy vững tin. Chờ đến khi dịch bệnh được dập tan thì nhất định bọn mình sẽ được gặp nhau. Người yêu tôi gật đầu nhẹ nhàng và chào tôi ra về. Bóng dáng nhỏ bé dần khuất xa trong tầm mắt của tôi. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy yêu xa không dễ. Ngày mai tôi lại tiếp tục với những nhiệm vụ khó khăn và nhiều vất vả. Nhưng mà có em ở bên cạnh, tôi sẽ luôn mạnh mẽ và vững tin vượt qua tất cả. Nhờ chương trình giúp tôi tặng cô ấy một bài hát mang tên Tìm Một Người Như Thế, tác giả Phạm Hải Âu, và cũng là lời cảm ơn, lời động viên, an ủi cô ấy. Anh sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em yên tâm nhé. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là một tâm sự Ngọc cảm thấy rất là xúc động. Trong cái tình hình dịch Covid này thì nó đã gây ra rất nhiều những cái vấn đề, nhất là đối với những người bộ đội như các anh xa nhà, xa gia đình, thì cái hạnh phúc giản đơn chỉ là được gặp người thân của mình. Chúng ta thấy những tình cảm rất là trân trọng đối với những người mình yêu thương. Vừa rồi là một tâm sự của chiến sĩ Giang. Bây giờ thì lại là một dòng tâm sự của một chiến sĩ nữa, cũng là từ trung đoàn 2, sư 3 của quân khu 1. Thì đây để xin nhường cho một người xinh đẹp đi, để đọc cái cảm xúc khác mình đi, chứ Ngọc đọc nhiều quá bị các chiến sĩ lại không thích lắm, đúng không? Em Hương nhá. Ok, để em đọc cho. Bùi Đình Phước, cấp bậc là trung sĩ, chức vụ từ đội trưởng. Tôi nhập ngũ với khát vọng của tuổi trẻ và niềm tin của gia đình. Tôi có một mối tình đẹp với cô gái mà tôi hay gọi là bé mập. Tôi xin chia sẻ với các bạn một đoạn thư tôi viết cho cô ấy. Bé mập của anh, cứ mỗi đêm khi nằm xuống, hình ảnh của em lại hiện về trong tâm trí của anh. Anh sẽ luôn gọi em như vậy, một cái tên thân mật mà anh sẽ không đặt cho một ai nữa. 3 tháng đã trôi qua, cũng là lúc anh trải qua một quãng thời gian với nhiều kỷ niệm trong quân ngũ. Giờ đây trong anh có tổ quốc, gia đình và có cả em. Anh sẽ nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Quay lại thời gian tháng 6 năm 2019, tôi và cô ấy vô tình gặp nhau khi chúng tôi lên thăm anh trai cùng đơn vị. Tôi đã phải lòng cô ấy qua ánh mắt thân thương, trìu mến. Qua chương trình ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến gia đình, người thân, đồng đội và đặc biệt là người con gái mà tôi đang yêu bài hát Tìm Một Người Như Thế với lời nhắn: con chúc gia đình luôn mạnh khỏe, chúc đồng đội của tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, và chúc bé mập luôn dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát tâm hồn anh. Xin cảm ơn chương trình. Một tâm sự nữa. Lúc nãy thì Lan Hương rồi, bây giờ chuyển sang cho Nguyên Hương, cùng chia sẻ cảm xúc nhá. Đồng chí Dương Văn Thảo, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị C9D3, trung đoàn 2, sư đoàn 3, quân khu 1. Đã 8 tháng trôi qua từ lúc tôi nhập ngũ đến giờ, hai chúng tôi chỉ được nói chuyện qua điện thoại. Do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến rất phức tạp, tuy thế nhưng tôi và cô ấy vẫn luôn dành tất cả những yêu thương cho nhau. Khoảng thời gian đầu khi bước chân vào môi trường quân ngũ, tôi mang một tâm trạng vừa bồn chồn, vừa lo lắng, với cảm giác xa người mình yêu. Khi ấy, tôi chỉ biết gọi điện cho cô ấy để tâm sự, chia sẻ những khó khăn về tâm tư tình cảm của mình. Và cô ấy luôn luôn lắng nghe những gì tôi chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn cô ấy đã luôn bên cạnh và lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận và dành tất cả tình yêu thương cho tôi. Cảm ơn em đã cùng tôi sống những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp và ý nghĩa. Xin gửi tới người yêu của tôi ca khúc Tìm Một Người Như Thế của tác giả Phạm Hải Âu với lời nhắn gửi: em à, cảm ơn em đã đến bên anh, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cùng với anh. Hy vọng chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau sau này và mãi mãi cùng nhau vượt qua sóng gió. Em thấy bức thư nào ngày hôm nay cũng lan tỏa một tình yêu rất là lớn. Trái tim anh tình yêu người lính mà, tình trong ngực và tổ quốc trên vai. Những người lính của chúng ta nhìn, mọi người có thể nghĩ rằng yêu một đội thì sẽ rất là bị cứng, nhưng mà không, người lính ấy, chúng tôi ấy rất là tình. Chúng tôi đều có những cái, đúng rồi, những cái tâm hồn mà phải nói là rất là nghệ sĩ luôn đấy. Nên là các cô ơi, cứ yêu bộ đội chúng tôi nhiều vào, không thiệt đâu. Từ nãy giờ mình đọc 3 lá thư thì cả 3 chiến sĩ, 3 anh đều yêu cầu ca khúc Tìm Một Người Như Thế. Vừa nhớ ra là trong lúc của mình đang đọc Tâm sự của các chiến sĩ ấy, là các anh ở kỹ thuật của trường quay đã kết nối chúng mình với cả bên sư đoàn rồi đấy. Có nghĩa là các anh cũng đang xem mình đọc và chuẩn bị có tiết văn nghệ là các anh cũng sẽ ngồi và cổ vũ luôn. Tức là các anh đang xem mình qua màn hình nhỏ. Đúng rồi, không? Bây giờ là đang có kết nối cầu truyền hình với các anh của trung đoàn 2, sư 3 của khu 1 đấy. Được nhỉ? Chào các đồng chí. Chào các anh. Chào các anh nhá. Em chào các anh ạ. Các anh có nghe rõ các em không ạ? Các anh có nhìn thấy không ạ? Cho em hỏi rằng không biết là trong các đồng chí đẹp trai ở đây thì có đủ các đồng chí Nguyễn Văn Giang, Bùi Đình Phước và đồng chí Dương Văn Thảo không ạ? Có luôn. Các chàng trai của chúng ta đủ ở đây hết rồi đấy. Nhưng mà sao các anh ngày xưa có hồi nhỏ có ăn nhiều kẹo không, sao vết thương ngọt thế? Ăn nhiều anh. Ăn nhiều à? Ăn nhiều à? Thả nó vết thương ngọt thế. Thì bây giờ mình sẽ gửi đến các anh chị Nguyên Hương. Có lẽ là để chị đây cũng là một ca khúc mà chị rất yêu thích. Em sẽ gửi tặng các anh bài hát như các anh vừa yêu cầu là bài hát Tìm Một Người Như Thế nhé. Một làn hơi ấm xóa đi hết những lạnh lùng trong em, trong từng hơi thở và mãi như giấc mơ, để biết đến cảm xúc, để biết đến hạnh phúc từ đây, để biết đến cảm xúc, biết đến hạnh phúc từ đâu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn những tràng pháo tay của các đồng chí ạ. Ca sĩ và ban nhạc thì quá ăn ý. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Không biết các chiến sĩ nhỉ, không biết các chiến sĩ nào chứ Ngọc nghe xong Ngọc cứ hiểu là tan chảy như này luôn đấy. Chiến sĩ giờ chắc đang nhớ yêu lắm rồi này. Các anh sau bài hát vừa rồi có cảm xúc gì, có muốn chia sẻ với mọi người điều gì không ạ? Ca sĩ hát rất hay ạ. Cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Sau đây em sẽ gửi đến các anh ca khúc Gửi Anh Xa Nhớ ạ. Mọi người có muốn lắng nghe cùng em không ạ? Có. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Trông lễ giờ là cứ mải miết mà cứ như này nó anh có nghe em nói gì không ạ? Có. Em có nghe rất nhiều về trung đoàn 2, sư đoàn Sao Vàng của quân khu 1 rồi. Thì không biết các anh có thể là giới thiệu về truyền thống của đơn vị cho em cùng các khán giả cùng biết được không ạ? Em chào anh ạ. Em chào anh mới đến ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Đức Mạnh, chính trị viên của đại đội 8 tiểu đoàn 2 trung đoàn 2. Wow, chính trị viên. À, em chào anh. Em chào anh. Chị viên trẻ nhờ. Truyền thống của Trung đoàn 2 thì vào giai đoạn năm 1961 thực hiện chủ trương của Trung ương Cục, Ủy khu 5 thì quyết định thành lập các trung đoàn chủ lực là những quả đấm thép, là lực lượng lòng cốt của lực lượng vũ trang quân khu. Và vào ngày mùng 8 tháng 5 năm 1962 tại khu căn cứ Nước Chè tỉnh Kon Tum thì Trung đoàn 2, trung đoàn chủ đầu tiên của quân khu 5 và là tiền thân của Trung đoàn 2 đoàn An Nam Hùng ngày nay chính thức được thành lập. Trong kháng chiến chống Mỹ, thì Trung đoàn đã trải qua hàng trăm trận chiến đấu lớn nhỏ, đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1973, thì Trung đoàn được Đảng, Nhà nước vinh dự phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đảng ủy Sư đoàn 3, Trung đoàn 2 đã lấy ngày 8 tháng 5 là ngày truyền thống của đơn vị. Và giai đoạn năm 1976 đến năm 1985, Trung đoàn Bộ binh 2 chiến đấu trên mặt trận Lạng Sơn và mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Giai đoạn năm 1986, Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình mới, thì từ năm 1986 đến nay, Trung đoàn về đóng quân trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của sư đoàn cũng như quân khu. Thì Trung đoàn cùng với 4 tập thể và 8 đồng chí cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn phát huy cái truyền thống 13 chữ vàng của Trung đoàn, đó là bám đất, bám dân, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Wow, quả là những trang sử hào hùng vẻ vang, những trang sử vàng của Trung đoàn. Em cảm ơn anh đã chia sẻ cho ba bọn em cùng với tất cả các khán giả của chương trình Gửi Thanh Xuân được biết hơn về Trung đoàn 2. Thực sự là mình nghe mình cảm thấy là mình rất tự hào luôn, tự hào một điều là mình, bản thân em thì cũng là bộ đội, mà nghe những trang sử vàng liên quan đến quân đội thì đúng là như kiểu trong người mình chảy một luồng máu, chảy trên cả người luôn đấy. Tuấn Ngọc sẽ xin được quay trở lại chương trình để được đọc những tâm sự của những chiến sĩ gửi gắm qua chương trình. Thì bây giờ là sự mình lúc nãy là Ngọc đọc rồi này, có hai nàng xinh đẹp đây đọc rồi, nhưng bây giờ là đặc biệt hơn đi. Ngọc sẽ xin được chia sẻ qua một anh trong ban nhạc. Đó, thế mới hay. Thì bây giờ Ngọc sẽ chuyển lại mic cho anh Vũ. Thực ra Phan Anh Vũ cũng là một ngoài đánh đàn là một nhạc sĩ, cũng là một người lính trong quân đội. Thì Phan Anh Vũ sẽ đọc một cái bức thư gửi chương trình là khán giả là Lăng Anh Tuấn. Đấy, cấp bậc là binh nhất, chức vụ là chiến sĩ. Người yêu tôi tên là Phùng Thị Lan Anh, quê quán ở Đình Cả, Thái Nguyên, hiện đang công tác tại thành phố Bắc Giang. Xin chào chương trình. Qua chương trình tôi muốn gửi đến người yêu tôi. Anh mong rằng em hãy cố gắng. Thời gian tôi qua rất là nhanh. Anh mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về bên em. Chờ anh em nhé. Một lời nhắn nhủ rất ngắn gọn, rất mộc mạc nhưng mà chứa đầy tình cảm. Lời nhắn gửi tiếp theo đến từ đồng chí Nguyễn Bá Hiếu, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng. Thời gian đầu huấn luyện liên tục kèm cảm giác xa người yêu, gia đình và người thân, có lúc làm tôi thấy mệt mỏi. Nhưng sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của chỉ huy các cấp, đồng đội xung quanh đã khiến tôi dần dần thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đã cố gắng vượt qua và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là vào buổi tối ngày 20 tháng 6 năm 2020. Khi liên lạc với gia đình, tôi nhận được tin người yêu của tôi bị tai nạn khá nặng và được bố mẹ tôi chăm sóc tại bệnh viện tỉnh Bắc Ninh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thấy tâm trạng tôi hoang mang. Chỉ huy và đồng đội trong đơn vị thường động viên tôi đã bình tĩnh hơn, động viên bạn gái tôi qua những cuộc điện thoại bằng những dòng tâm sự. Trong những lá thư, dù không ở bên cạnh, nhưng bạn gái tôi cảm thấy rất ấm áp và thấy sự quan tâm chân thành của tôi. Khi bạn gái tôi được ra viện, cô ấy đã cảm thấy tôi khác rất nhiều so với trước, không còn nóng vội trong suy nghĩ và nói với tôi, anh đã thật sự trưởng thành. Xin gửi đến em, người con gái tôi yêu bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu với lời nhắn, anh luôn nhớ và yêu em rất nhiều. Hãy vững tin ở anh sẽ nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Wow. Một lá thư rất là lắng động đúng không? Tuấn Ngọc chúc cho người yêu của anh sẽ khỏe mạnh, sẽ luôn luôn là hậu phương vững chắc và theo dõi anh trên quá trình mà mình hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Và sau khi anh được hoàn thành nhiệm vụ rồi thì trở về sẽ có một cuộc sống hạnh phúc về sau này, cả hai cùng nhau anh nhé. Và sau đây xin mời bây giờ đi nhỉ, hai ca sĩ nữ luôn là sẽ thể hiện ca khúc Phải Chăng Em Đã Yêu để gửi tới tất cả các chiến sĩ cùng khán giả đang theo dõi chương trình Gửi Thanh Xuân. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây say được 9 tầng trời mây, khóa xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp anh em dễ ngang qua đời. Vài người vội vã vội đến rồi đi, mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ suy. Từng đêm nhớ mong về người biết anh còn chờ đợi, chơi với bao đêm em thấy đủ rồi. Ngàn tia nắng anh ngần ngại ánh dương màu mắt xanh ngời, lóe lên ngàn giấc mơ còn trong đời. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây say được 9 tầng trời mây, khóa xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Trái đất vốn lạ thường mà sao anh cứ đi nhầm đường, lạc vào tim em lẻ loi đằng sau chữ yêu đây là thương. Won't you call me a baby, make me so crazy, my heart's breaking slowly. Chầm chầm bờ môi khẽ trôi, ôi mình yêu thật rồi. Tình cờ biết nhớ những lúc ngày tháng, lắm lúc chỉ biết vô vàng, bơ vơ lạc trong những giấc mơ. Lắm lúc chỉ muốn nói anh mãi thương em, nhưng trong tim bâng khuâng chẳng biết có ai xem này, vì chữ thương nặng lắm đâu thể phơi bày. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây say với 9 tầng trời mây, khóa xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có ai. Yêu hay không yêu, thương em anh hãy nói, trao nhau đôi môi rồi sẽ trở thành đôi. Em đang chơi vơi liệu anh có bước tới, chăm chăm nói đôi lời khiến em chợt vui cười. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây say đến 9 tầng trời mây, khóa xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có ai. Bài hát vừa rồi các anh có nghe rõ không ạ? Xin gửi tặng tất cả mọi người những tình cảm chân thành nhất của bọn em ở đây, chỉ biết ngồi đây và gửi đến các anh những tình cảm chân thành nhất. Chúc các anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt nhất để có thể sớm trở về với gia đình cũng như những người thân yêu của mình trong một ngày sớm nhất. Hẹn gặp mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ạ.